Một tay đặt trên vùng ngực, một tay đặt trên bụng. Từ từ chúng ta thư giãn, thả lỏng cơ thể mình. Từ từ thư giãn, thả lỏng cơ thể mình. Đúng rồi. Thư giãn, thả lỏng. Rồi, từ từ chúng ta hít vào, cảm nhận hơi thở đi vào bụng, vào ngực. Thở ra, chúng ta thả lỏng bụng, thả lỏng ngực. Đẩy hết mọi không khí ra khỏi hai lỗ mũi của mình. Rồi hít sâu, căng tràn lồng ngực, căng tràn vùng bụng của chúng ta lên. Thở ra, thư giãn, thả lỏng toàn bộ vùng tay vai, toàn bộ cơ thể. Hít vào, thở ra, cảm nhận hai tay hạ xuống vùng mũi của chúng ta, thở hết mọi oxy ra. Hít sâu, phình bụng lên, căng tràn lồng ngực. Tốt lắm, đúng rồi. Thở ra, thư giãn, thả lỏng toàn bộ cơ thể, vùng tay vai của chúng ta. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở sâu, hít vào, thở ra, hít sâu, thở sâu, hít vào, cảm nhận không khí đi vào căng vùng bụng, vùng lồng ngực của mình. Rồi từ từ thở ra, cảm nhận không khí đẩy qua hai lỗ mũi ra hết, ra hết. Hít vào, cảm nhận vùng bụng của chúng ta căng dần lên, vùng ngực căng dần lên. Thở ra, cảm nhận vùng bụng ngực hạ xuống. Rồi cả lớp chúng ta bắt đầu tiếp tục kết hợp giữa hơi thở với tay của mình nào. Nếu được chúng ta mở hết cam lên nhé, để em sẽ nhìn xem chúng ta tập thành tập đúng hay không. Đúng rồi, hai tay chúng ta vươn lên trần như trên hình của chúng ta đang có đấy ạ. Đúng rồi. Sau đó từ từ chúng ta hít vào, mở hai tay sang hai bên, hạ lòng bàn, hạ tay của chúng ta xuống thảm. Thở ra, từ từ chúng ta vươn tay lên cao, đan chéo hai tay lại với nhau, ép lồng ngực của mình. Đúng rồi, như trên hình đây. Hít sâu, chúng ta lại mở tay sang hai bên. Thở ra, ta vươn tay lên và đan chéo hai tay lại với nhau. Chéo hai tay, bắt chéo hai tay lại với nhau. Ép lồng ngực, đẩy hết không khí ra ngoài. Ép căng vào lồng ngực, đẩy hết không khí ra ngoài. Rồi từ từ hít vào, mở hai tay sang hai bên, căng tràn bụng lồng ngực của chúng ta lên. Thở ra, từ từ chúng ta vươn tay lên, ép căng chéo hai tay lại với nhau cả lớp, chéo hai tay ép vào ngực của chúng ta. Tốt lắm. Hít sâu, mở hai tay sang hai bên, mở tay sang hai bên nào, căng nào, căng nào. Đúng rồi. Thở ra, chúng ta vươn tay lên, hạ ngực, hạ bụng xuống, bắt chéo hai tay lại với nhau, ép chặt về lồng ngực của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Hít sâu, mở tay qua hai bên, đẩy căng tràn lồng ngực, oxy vào, căng tràn lồng ngực vùng bụng của chúng ta nữa. Thở ra, đưa hai tay đan lại với nhau, đan lại với nhau, đan chéo lại với nhau ở trước ngực của mình, đan chéo lại với nhau ở trước ngực của mình. Rồi hít vào, mở rộng tay sang hai bên, mở rộng tay sang hai bên. Đúng rồi. Từ từ thở ra, chúng ta đan chéo hai tay. Hít sâu, căng bụng, căng ngực, mở tay sang hai bên. Thở sâu, bắt chéo hai tay.
rồi hít vào, mở tay sang hai bên, căng bụng, căng lồng ngực lên nào cả lớp, từ từ nén lại ở đây một chút nào, giữ nguyên, nén lại ở đây một chút nào, rồi chậm chậm thở ra, vươn hai tay lên trần và đan chéo lại với nhau, ép vào ngực của mình, hít vào, mở tay sang hai bên, căng bụng, căng ngực, thở ra từ từ gập, đưa tay đan chéo lại với nhau, rồi cả lớp từ từ chúng ta thư giãn vòng một. Chúng ta sẽ buông hai tay xeo thả, buông hai tay theo thân và chúng ta nằm hít thở đều, chúng ta nằm xuôi tay hít thở đều nào, nằm xuôi hít thở sâu, nín rồi thở đều, nằm xuôi hít thở đều. Nằm xuôi tay hít thở sâu, cảm nhận, cảm nhận hơi thở vào ra cơ thể chúng ta một cách tự nhiên, thư giãn thả lỏng, thở đều, giãn thả lỏng. Đúng rồi, chúng ta hít thở thật sâu, thư giãn thả rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ không tập với tay nữa, hai tay xuôi, hai tay để xuôi, từ từ chúng ta tập hít thở đều ở tư thế nằm ngửa thư giãn tay xuôi, bởi vì chúng ta đã quen với việc hít vào căng bụng thở ra hóp bụng rồi đúng không ạ? Rồi mời cả lớp nào, từ từ mắt hướng lên trần, chúng ta có thể nhắm mắt lại, nằm xuôi tay như trên hình, từ từ hít vào căng bụng, căng lồng ngực của mình lên, từ từ thở ra hạ lồng ngực, hạ bụng của chúng ta xuống thêm một chút nữa. Đúng rồi, hít sâu, căng bụng, căng lồng ngực của mình, từ từ thở ra hạ ngực, hạ bụng. Chúng ta phải thở chậm thôi, thật là chậm thôi, hít vào thật chậm, chậm thôi nào, căng bụng, căng lồng ngực của mình lên, thở ra thả lỏng toàn bộ, cơ vùng ngực của chúng ta, thư giãn, hít sâu chậm hơn nào, căng lồng ngực, căng bụng của mình, thở ra thả lỏng toàn bộ cơ thể, thư giãn, hít vào căng bụng, căng lồng ngực của chúng ta, thở ra thả lỏng, thư giãn. Lần tiếp theo nào, chậm chậm hít vào, cảm nhận oxy đi qua hai lỗ mũi của mình, đi vào sâu vùng bụng, vùng ngực, căng lên, rồi chậm chậm thở ra, thở hết và thư giãn. Lần cuối cùng được cả lớp, từ từ hít vào, cảm nhận vùng bụng, vùng ngực căng lên, rồi từ từ thở ra thư giãn, rồi chúng ta nằm hít thở đều. Kết thúc vòng tập thứ hai, từ từ chúng ta tập hít thở đều, thư giãn, thả lỏng tâm trí, thả lỏng toàn bộ tâm trí của mình, thả lỏng toàn bộ tâm trí của mình, thư giãn toàn bộ cơ thể, thở đều. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đổi cách nằm, chúng ta sẽ nằm nghiêng, thống nhất tất cả lớp chúng ta sẽ nằm nghiêng qua bên phải, chúng ta nằm nghiêng qua bên phải, tay phải vươn về phía phải, chân phải của chúng ta sẽ thẳng, chúng ta sẽ co đầu gối chân trái của mình, co đầu gối chân trái của mình, hoặc nên có một cái gối để chúng ta kê cái đầu gối chân trái của mình lên cái gối này. Đúng rồi, đầu của chúng ta nên có một cái gối để
kê vùng đầu của chúng ta thật thoải mái. Đúng rồi, tay phải của chúng ta vươn thẳng, tay trái đặt lên vùng mông mông trái của chúng ta. Rồi, tiếp tục cả lớp chúng ta sẽ nhắm mắt lại và bắt đầu tập thở nào cả lớp. Tập thở ở tư thế nghiêng, nằm nghiêng. Rồi, mời cả lớp từ từ hít vào. Căng, chúng ta vẫn căng vùng bụng, vùng ngực của mình. Thở ra, thả lỏng bụng ngực. Hít sâu, cảm nhận vùng ngực căng lên. Thở sâu. Hít sâu, cảm nhận bụng ngực. Thở sâu. Hít vào. Từ từ thở ra. Hít vào. Cơ bụng căng lên, bầu ngực căng lên. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Rồi chúng ta hít vào. Căng, cảm nhận căng vùng ngực, nén giữ lại một chút. 3, 2, 1. Rồi từ từ thở ra. Lần tiếp theo nào. Hít sâu. Từ từ thở ra. Hít vào. Cảm nhận vùng bụng ngực căng lên. Thở ra. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc vòng tập ở đây. Cả lớp chúng ta sẽ nằm hít thở đều, tĩnh tâm thư giãn, trở về hơi thở tự nhiên. Trở về hơi thở tự nhiên. Trở về hơi thở tự nhiên. Nằm hít thở sâu. Hít thở sâu. Rồi, từ từ chúng ta sẽ nằm ngửa trở lại và thư giãn. Đến đây chúng ta sẽ kết thúc phần luyện tập buổi trưa của mình. Đến đây chúng ta sẽ kết thúc phần luyện tập buổi trưa. Chúng ta sẽ nghỉ trưa và chiều chúng ta hẹn gặp lại nhau ạ. Xin chào lớp ạ.